Bạn có tin không? Trầm cảm là có thật. Đó là khi bạn nói bạn buồn về cuộc đời, nhưng không ai lắng nghe bạn cả. Ngay cả những người thân thiết nhất cũng cho rằng bạn đang tự nặng nề hóa nỗi đau của mình lên. Bạn bắt đầu không chia sẻ nữa. Bạn giữ mọi suy nghĩ và sự tiêu cực trong lòng mình, cho tới lúc nó vỡ vụn. Không ai ở đó cả, chỉ có mình bạn. Không một niềm tin, sự níu giữ hay ý nghĩ gì còn thôi thúc bạn muốn hít thở. Rồi bạn rời đi một cách cô độc. Người ta sẽ thương cảm, sẽ ước giá như mình chịu lắng nghe bạn hơn, nhưng tất cả đã quá muộn. Thế giới này, mọi người đều đang sống rất vô cảm. Ai cũng mang vỏ bọc ra để đối đãi với xung quanh. Người may mắn thì sống tiếp, người mệt mỏi thì vỡ tan. Thế giới này, tại sao lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ như vậy? Có phải vì chính chúng ta cũng đều đang chết dần, chết mòn tới mức chẳng còn đủ sức lực để quan tâm và thấu hiểu tới những người xung quanh?